Rồi mày méo quá, bị ghét cái lối. Middle main tower is under attack. Cái coi nhiều clip tấp tấp quá anh em à. Kêu bạn coi ít clip thôi. Không, thế là gần mạng thọt. Thế là gần mạng chết lợi với tôi. Mày chết tiền ấy nha. Chí mẹ. Không biết. Nghĩ là vô trụ nó sống nha. Nghĩ là vô trụ nó sống nha. Vô trụ nó dưới tới nắp luôn. Thấy mở mẹ nó. Dragon and Slayer appeared. Đáng lẽ là cái pha nãy là anh em biết tôi làm gì không? Hay quá kìa. Đó mọi người biết tôi sẽ làm gì. Tôi sẽ hồi nãy pha nãy nếu mà tôi đi qua trước mà luôn. Tôi sẽ giết được quen. Tôi chọn giết con con. Ghi ơi xuống đây, ghi ơi, ghi ơi. Con bè đứng đây này, vui lắm nè. Ghi. Trời ơi. Ủa nhưng bả có mở mít mà ta. Cố gắng ăn chim làm gì. Vậy mà nói trình 200 sao. Thua rồi. Trình chỉ có 199 sao thôi nha. Bà khoe tôi rồi, trình của bà này 200 sao đó. Bạn thần quang ở dính. Dính này, dính này. The iron defense line has disappeared. Send in the ballista. これは今までよくやってきた。俺はできるやった。さあ。落ち着いて動きを。一緒に戦おう。一緒に戦おう。ペン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 。
Nice assist. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Double kill. Our middle lane tower is under attack. Our Slayer lane tower is under attack. Đây là quang 10 điểm. Một đấm một ơi, một đấm một ơi. Nhìn là biết một đấm một ơi. Đen thôi đổ anh đi. Tôi thấy dưới là cái bài dưới cuối thì chúng ta một cái nữa.
Your team has destroyed a tower. Our Dragon Rain Tower is under attack. Ôi, mẹ đòn. Ôi, chị nó thính dữ vậy. Our Slayer Lane Tower is under attack. Cái nào mày liền. Hắn cứ nở mày liền, hắn cứ nở mày liền. Mẹ nó sẽ nên tiêu chặn đầu tôi. Mẹ ở đây ơi. Nezuko, yếu lê đôi đàn ông gái xin bố tích. Ok. Má ăn không được, nó khổ ghê á. Báo không? Ông nội AD để ông chị đi ăn. Ông tên trở nên gì? Dragon and Slayer have evolved. Ballistas have spawned. Bị ghét bụi trên bụi trên rồi, ai đó gây cản. Dark Slayer has been summoned. Tùng mày không chỉnh cái đính trụ lấy vừa mày muốn nhanh được. Our Slayer Lane Tower is under attack. Enemy dominated. À, lại luôn. Bạn em ơi. Tìm nó kè, bỏ đi. Nghĩ là chơi con Yon đó. Con bèn nữa rồi. An enemy has been defeated. Đây thôi nha. Đây em ơi. Nha. Dễ. Your tower has been destroyed. Dùng cái nó ra mít như vậy á. Your team has destroyed a tower. Hello Cao Thương nha, hello mọi người. Your team has destroyed a tower. Đánh con Gian là mọi người muốn làm bét Gian, mọi người phải chỉnh đánh quái gừng với đánh trụ nữa. Đánh gì mà chính mặt định đánh ấy muốn ai chơi không não à. Vấn đề gục tím với anh thì bức buộc phải chỉnh hai cái đó rồi. Để giữ bá để em bắt cho tiếp anh. Our middle lane tower is under attack. Cứ nhắm nhỉ mỗi
vô thôi. Cái này không có bờ đếp được. Your tower has been destroyed. An ally has been defeated. Ổn nữa rồi. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. You have defeated an enemy. Yeah, they were. 俺は今までよくやってきた。俺は敵だ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 。俺は
Cái gì mà hất tung liên tục vậy? Our Dragon Lane Tower is under attack. Nezuko, yureru darou ga shinbou shite kure. Your tower has been destroyed. Tsuyoku natte. Chết thì đầu tiên thì biết. Nice. Hay thế mình trai. Đen thế. Ui mẹ nó, cái con lùm bùa. Khó giấc. Mẹ nó. Vừa dùng kia một bay vô ác á, vô nè. Nó đẩy cái này đi 800m luôn. Con lùm bùa ghẻ này. Cây vẫy nồi. Nè, tại còn đồng bộ Nishida nha mày. Hết vô 2 rồi, và đó là muốn một lướt rồi, muốn một lướt vô rip để tao lấy 2 lướt rồi. Nó tiêu vô nó bơi trụ nè. Má, cái sơ đó. Cái sơ đánh nhà, tôi phải chặn vô anh đứng ngoài đó. Bụi nó tiêu thẳng mặt luôn mà. Mà chung ghi tôi đang đứng ở bụi nhà tôi nữa chứ. Hai lần, hai ba lần rồi anh em. Cảo mà là gì đà. Như vậy sẽ đứng im mà. Vô, ừ. Vô. Hai một không ba lẻ ba. Turn to ban.
Sai. Mà ngắt quá nhờ. Cái này lên nửa nạt nửa mỡ anh em ạ. Chứ tim này căng quá. Sẵn sàng, kẻ địch xuất trận sau 5 giây. Thiên sông lên. Ore wa imamade yoku yatte kita. Ore wa dekiru yatta. Làm cái gì? À, nãy mình là không có trừng phạt anh em. Our Slayer Lane Tower is under attack. An ally has been defeated. Dragon and Slayer disappear. Enemy double. Our Dragon Lane Tower is under attack. Cái đồng biến này chịu rồi. Cái đồng biến này chịu rồi. Enemy triple kill. Nào mày nói. 一体俺が
Our Slayer Lane Tower is under attack. Hai người đang đứng rồi, con nó gì? Bỏ ngay không được thì bỏ đi khỏi ăn. Có Yuka đó kìa. Thì đi tớp, múa, đánh nhau nè. Vô đây. Mẹ tớp nhát vãi nồi vậy. Vô đi mất mẹ cây sơ. Không cứ vô đi. Hỗ trợ tối đa rồi. The Iron Defense Line has disappeared. Send in the ballista. An ally has been defeated. Our Slayer Lane Tower is under attack. Our Slayer Lane Tower is under attack. An ally has been defeated. Stronger. Hold on. Back. Calm down. Look at the movement. Nezuko. 揺れるだろうが辛抱してくれ。一緒に戦おう。一緒に考えよう。Our Dragon Lane Tower is under attack. Má, dưỡng hết cái ấy nữa tại. Shut down. Queen. Bot về Queen lên kìa. Bây giờ Queen nó có mít đó nha, có mít đó. Thủ cao lên. どんな形にもなれる。決して流れは止まらない。救回救回。当たり。見得太阳。あっしを止める。Dragon has been defeated. Tấp về đó, rồi xong tấp. Mày biết đâu nghe, mày biết đâu mấy mày biết đâu phải về đâu hết. Tower ultimate. Your team has destroyed a
Yuga lên, Yuga lên. Để đếp tiếp trụ con top đi. Cái thở oxy gì đó. Our middle lane tower is under attack. Má nó hên dữ vậy. Mà đen dữ trời. Our dragon lane tower is under attack. Đó, phần lo này đấu kém đâu, phần lo này 5-1 mà. Rồi lộ 1-5. Mày thấy tụi cái gì rồi đó. Our dragon lane tower is under attack. Trời ơi, mời đây nó bắn đầu thế. Our middle lane tower is under attack. Đây này, sau đây là Valentino. Úi chớp, hay. Được đánh luôn. Mày bố láo hay, chạy về về mấy thêm mấy về được. Đấy, anh em nói gì đi, phần lo hay mà. Phần lo hay mà. Từ từ anh em, ai cũng có phải sai lầm. Để chống gỡ gạt lại chứ. Mấy em hiểu. Đặt cái trụ như cái chỗ không người. Mà nguyên này mấy gà gặp tôi thì tôi đấm gà đê. Shut down. Dark Slayer has been summoned. Má sao ngày để nó không ra ta. Your team has destroyed a tower. You have been defeated. Con Lumia đúng khó chịu luôn nha, chứ phải đùa đó nha. Nice assist. Lumia. Onslaught. Nice assisting. Khó chạm vô AD đó ghê á. Đang đi với mọi người coi coi like anh em à. Con này xài ngọc xiên giáp phép mà. Ủa lộn, xài ngọc xiên giáp nha. Hello Cường.
là nam nam nhất. Our middle main tower is under attack. Nên là cho anh em cứ nhập đi vô trên. Ittai ore ga doko de tanren shita to omotteru nda. Quan trọng là chết nguyên cái đã. Ui, còn mấy tí nhau nhảy luôn rồi. Nezuko, 揺れるだろうが辛抱してくれ. Shut down. Không muốn hát nó bị điên rồi. Zen Shuji, 水の呼吸. Quý kìa. Mày lựa góc mày đặt trụ nghe Tùng ấy, đừng đặt ẩu, đừng bắt nó bay cho nó chơi luôn bây giờ đó. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Ike, haide. Mawai no uchiwae. Enemy ultimate. Chào mẹ mà. Nezuko, 揺れるだろうが辛抱してく. Ui má, con gấu nằm to thế. Được. Có một gái nó đớp bụi bắt cái đã anh em. Nó bụi bắt cái đã anh em Khoan ấy. Từ nghe bình tĩnh nha Khoan ăn. Khoan ăn. Thì còn Yuka ăn Wii nữa. Này chỉ bị né anh tiêu Lumia nó chết nè. Dạ luôn. Bắn luôn. Nó hết anh tiêu rồi. Ok, này tự. どこで鍛錬したと思ってるんだ。ビデオブルー切って、このチェリーガーから出てる。来たもん。あ、でも、もう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 、
Cái muốn nào là em biết gì quá. Lumen hắn tiêu thả mít đi, thả mít đánh nhau được nha. Chiến thắng nhanh nhất là mít đó. 44 này em, bây giờ 44 này. Còn lo ra nữa là đẹp trai. Chờ nó. Mà đặt cái chủ cũng thua. Má méo, ai dám tăng chủ mà biến thành vậy nữa. Giả đâu. Ủa
khổ ghê, mấy ông tăng mấy ông chạy không quỷ này. Cho hỏi anh này đi năm hay đi đơn vậy? Cái này là tôi đang đi với khán giả là đi năm. Giờ anh gặp Gio khóc hả? Giờ anh gặp Gio khóc hả? Anh cóp solo một màu không? Gio với Giờ anh Khoa. Anh Khoa nói với anh gặp Gio khóc hả? Solo một màu này. Ông cầm Gio ma, tôi cầm cầm Giờ đấy hàng đệ tôi luôn. Mà lại Thánh này FK. Thánh này FK. Giờ các bạn mình là Nico đi thắp nhang. Chơi với anh trước giờ tôi cày hai nít cục vàng mà tôi trước giờ tôi chưa có thấy con da anh nào mà sợ Gio chứ nha. Nó có thể sợ nhất là kèo mà giết phà lo á. Mà kèo phà lo là kèo đó khó nuốt nhất á. Nếu phà lo mà biết múa chuẩn như Tú có người yêu á thì da anh nó phải đợi lên level 12 á nó mới đánh được. Trước One Kill thành thằng top 12 da anh Việt Nam 1 năm. Mà không biết tôi gặp One Kill 3 game, tôi chưa thua được One Kill lần nào chưa? Nói thẳng luôn á. Nói thẳng là tôi gặp One Kill 3 game. Diễn viên chính. Cái nick nó lúc mà nó chơi là nick diễn viên chính á. Nào này có like tôi mới không biết nữa. Con One Kill nó có hai nick, một là nick One Kill, hai là nick diễn viên chính. Tôi gặp nó 3 game và tôi đi đường méo và tôi thua được con Gilma luôn. Đúng là nó có kỹ năng thiệt, nó đâm xong nó chọt, đâm xong nó chọt. Nhưng mà thằng nào có kỹ năng hơn thì nó thắng thôi, đơn giản thôi. Nhưng mà lên level 12 xin thưa là méo bao giờ Gilma mà dám đâm chọt với Gilma với danh chứ. Giỡn mày. Được cầm danh đến giờ tôi chỉ sợ nhất là kèo đất hiện tại nha. Con danh phiên bản này cái mùa này á nó bị sửa chiêu 2 á, nó sợ nhất là kèo phà lo. Nó thật luôn, là sợ nhất là kèo phà lo. Tại nếu mà một phà lo mà nó biết múa, nó múa hay á, anh em phải đợi lên level 12 á. Một là anh em phải né được cái anh tiêu của con phà lo là anh em thắng. Còn anh em méo né được anh tiêu phà lo là cái mức điên hành thôi. Nó múa chỉ lú cái đầu luôn. Em kêu thằng bạn nói chủ à, không ghép anh ơi. Rồi xong, mày tí nó vô mày AFK nữa đi, mày tới công chuyện này. Ghi kiếm tới nhà mày chửi mày luôn á. Cầm cầm tóc biến đi. Phải nội, Ellie có tóc hành này, cầm tóc hành gì nữa. Tại mấy ông không biết múa ba lướt của con Gian thôi. Chứ anh em mà múa nhận nhuyễn ba lướt của con Gian là không có con Gilma nào thắng được kèo của con Gian chứ. Nó nói thiệt với mấy ông. Nó tin hỏi mấy ông thằng mấy thằng mà top 7 xếp hạng đi. Nó biết múa Gian đi anh em biết. Thằng nào mà biết múa giỏi, nó biết múa mà cách xử lý mà ba lướt á, là không có Gilma nào thắng được kèo của con Gian. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tân. Tôi gặp One Kill rồi chứ tưởng tôi không gặp hả mấy ông? Đùa hoài. Đúng là One Kill nó có kỹ năng thiệt. Lẽ như là Gilma chỉ có chiêu thức là chọt xong lướt ra, chọt xong lướt ra. Thấy gần hết máu tóc biến chọt rồi xong ăn mạng. Tôi gặp Gian thì chọt hậu luôn. にもなれる決して流れは止まらない
ơi, về con Vega lên. Xong rồi. Đi bụi. Tiếng hiểu biết rồi. À, không muốn nước rồi anh em. Phải đó đánh được một cái là nó chết chắc. Chỉ cần một hit thôi. Dưới level 12 anh em chỉ lướt được tối đa được 2 lướt. Lửa bố nữa kìa. Chờ đi. Nhưng dây ta 6 này, dây ta 6 này, dây ta 6 chuẩn bị bay nè. Dây ta 1 bay con Vega chết, Vega cho tôi cũng được nữa. Dây ta bay được không? Bay được thì bay đi. Cái chừng con hai tay đánh tiêu nha. Ui, hai tay đánh tiêu kìa, hên thế. Đi trước Nico ơi, chén Oma. Anh em vô gần nữa. Cút ngay Nico. Cút đi. Không ké ông tính. Ê, mày mang đồ gừng nữa. Thì ra ta bay chết được cái con kia luôn á. Ui, đừng dùng anh tiêu cái trong trường hợp này không. Không có anh tiêu méo đâu ông bay. Ê, lửa bố bạn tiêu này, lửa bố bạn tiêu này đánh nhau anh em. Our Slayer Lane Tower is under attack. Nice assist. Giờ ta bay đừng nha. Giờ ta đừng ẩu nha, mai mốt ăn gò kinh công gò mà không có dùng anh tiêu nha. Mẹ vô con bát không có anh tiêu nữa. Làm kiếm cục nữa. Rồi xong. Cũng được á nhờ. Không biết dùng anh tiêu cho anh Toro á. Trời ơi. Con mẹ nó. Mà anh tiêu nó đào đây. Chỗ chết. Con mẹ gà ghẻ này. Anh tiêu đào đây. Đường dưới, đường dưới. Nè, tôi support nằm mạng luôn rồi. Combo con này sao tôi có chỉ trong mấy cái video mà tôi ghim anh em. Tôi chấm coi. Lên ghề tụi, lên ghề đi coi. Đó, mấy này hồi máu ghê, tình đào đi nha. Đào sắp gì nó kiểu đi. Chạy nó kìa. Không có nhục vào không? Nè, hút khổ. Mà tiêu hút khổ. Ultimate.
đám như em luôn. Nó mê chim lắm. Our dragon lane nice. Tower is under attack. Mẹ, nó mén về chim rồi em. Your team has destroyed a tower. 落ち着いて動きを見ろ. An ally has been defeated. 全集中。水の呼吸。 Mày lên cái đao của thằng quỷ. 落ち着いて動きを見ろ. Mày lên cái đao coi. Lừa bố với ông mình tí hồi máu khó trâu đó, giảm hồi máu nó được. Tao mày phải tướng tăng, tao cứ nhìn tao cũng phải tráng chứ. Nó đánh ra tao khỏi méo lên luôn, chút đầu vô cho tao đấm rồi. Giờ bờ không thấy lừa bố nhưng mà mình sẽ bo cua. Nó chó. Lướt không chết, thấy chưa. Anh em thấy gì chưa? Cái đó ở một cái đẳng cấp. Hãy chờ. Thì lưới của Gan giờ lại hại lắm nha. Nó chống được anh Tiêu không chết của viên Gil mà. Ủa chống không chết với anh Tiêu của Tu Lên luôn á. Lướt con danh nó không phải là bất tử anh em ờ. Nó chỉ là miễn thương thôi. Mà miễn thương tới 65% lận. Chứ không phải là bất tử nè. Hồi trước là miễn chọn làm mục tiêu nó khác với miễn thương bất tử khác. Ây da, đánh nhau vui vậy. ミッドに戦おう。 Tự nha, mấy giây nữa mới có anh tiêu. Mấy giây nữa mới có anh tiêu nha. Tự. Còn slot nha mọi người. Mọi người muốn chơi thì tí nhập vào đi vô. Cuối mùa rồi ông nào mà chơi lên 50 sao thì ông đang muốn cày. Anh em muốn cày sao thì cứ inbox thôi, trang cá nhân. Tí nữa mày vô được game trong cùi rồi đi con. Báo không? Ôi đánh nhau chết hết rồi. Chết mở 2-5 à. Nếu mà nè tôi nói nghe, nếu trường hợp này 2-5 anh em có hai trường hợp. Một là anh em phải giết cái con Vega trước. Một là anh em phải giết cái con Vega trước. Ủa Vega chứ lộn. Thôi mà thấy mày gọi đừng đứng lại đi. Đừng
chết đó, còn hay hay tại nó đấm mày chết đi. Mà không có lũ báo thủ Nico này là tôi không có hồi chịu nhanh đó. Our Slayer Lane Tower is under attack. Giờ anh mới 25, thời gian hồi chiêu là hơi bị lỏ anh em ạ. Giờ anh nó phải 35 hoặc là 40 chứ. Cho mình hợp anh em 25 thời gian hồi chiêu anh em phải giết một con máu giấy. Đừng bắt một bộ phải giết một con giấy. Và ta chỉ bay mỗi Vega thôi, một Vega 2 AD thôi. Đừng bay nào hết. Má trời thời à. Giết con đồ mình đi, ok này chưa. Double kill. Nice assist. An enemy has been defeated. Triple kill. Hay quá. Có chiêu hai liên tục là tại vì khi mà bạn muốn dí thằng nào thôi chứ đánh thường gì nữa. Tội nghiệp khang vô anh em ơi, nhập vào đây vui chơi nhá. Bốn lẻ chín năm chín hai hai anh em, 409-5922. Mới thử chích full dam với Gian full dam gõ 3 cây Gian làm luôn hả? Để nói anh em rồi, đánh con Gian anh em phải học quen quen nhất là cái chiêu ba lướt á. Anh em phải lướt nhiều lên, tôi có chỉ cách combo mà trong video thứ hai á. Anh em vô chổng coi. Cứ bắt đầu mình cứ combo từ từ thôi. Bắt đầu combo mình từ từ thôi, đừng gấp á. Dùng này sau này combo mà chuẩn chỉ vậy đó, rồi sẽ có những cái chiếc nhỏ thôi của anh Gian á, anh em áp dụng vô cái một trận đấu thì nó sẽ khác. Cái những chiếc đó là vậy. Xem thứ này kinh chuyện hoài đi. Bét lao ghé kìa. Lao ghé đi mít kìa. Tùng AD đi, gấu đi gần nha. Tôi đi support. Gấu lên đi gấu. Gấu lên đi. Ủa ông nào tin anh ta? Như có ông nào tin anh? Ông Beget hay là ông Yuka đi? Ok, gấu đi gần nha. Xơi, dễ mà. Xơi, quỳ tỉnh chờ. À, quỳ tỉnh luôn. Bê ga của tôi ai hơn bạn, hay giờ tè vậy? 10 seconds. Là giỡn chứ VFS em support được không? Anh đi top cho.
VS đang sửa bọn nha, anh đi top nha. Đang đẩy luôn á. Ông này chắc mới biết quanh kêu hả? Ông nội ơi, má tôi biết quanh kêu từ thật mà biết bao lâu rồi. Ông làm như là ông làm như mình không biết gì á. Khổ ghê, quanh kêu nó cũng nó tiếng mà. Thôi được thôi, như nào nó khỏe, bọn nó nhanh tay quá ha, khen. Giờ nó xâm vô kèo luôn. Chắc tại vì để bữa nào tôi đi kiếm cái like của gặp One Kill cho anh em coi. Diễm viên chính là nó sẽ đi chung với những cái thằng top Việt Nam hoặc là top bảng xếp hạng, một hai thằng thôi. Rồi top Việt Nam cũng có một hai thằng thôi, tôi nói trời chuyên gia như là một cái đội hình kỳ top vậy đó. Tôi gặp nó tôi thắng mà, giống như là gặp ba game tôi thua nó một game. Thua game mà tại vì bị lật kèo ở ngay chỗ mid, tôi ép tới đường mà cơ bách lỗi á. Cơ bách vô đó trụ nhà người ta mà cơ bách lỗi team chết thứ chết hết á thì nó lật kèo. Chỉ mẹo combo danh đi anh em mới tập chơi. Mẹ combo danh là có cái video thứ hai tôi ghim á, anh em nghiêm trọng học cái ba lướt trước rồi đó. Mấy ông phải đi từ từ cái mấy ông. Mong mà muốn như mấy thằng đồng khác thì được. Chịu khó mình đi từ từ thôi, mình muốn là dần dần quen đi chưa hai đi liền đã rồi mình thấy. Với lại nhiều ông hỏi tôi tại sao mà con Gian nó lại hút máu nhiều hơn á. Đơn giản thôi. Cái con Gian chảo bọ đơn giản là mỗi cái nội tại đánh thì nó sẽ hút máu. Đánh lên nè, anh em thấy máu nó hút lên không? Đánh lên quái thì nó sẽ hút 50% thôi, còn đánh lên người á nó sẽ hút tới 100%. An ally has been defeated. Căng nhờ. Our Slayer lane tower is under attack. Meet no cookie. Dragon and Slayer. Anh sợ chết mẹ hiền rồi, nó mang mày đó. Nói trước là con Hon nè vào đầu game méo có đam quần què đâu nha. Tụi phải có hai đồ mới bắn được. Má ngủ kỹ cái sấm một đống găng tay luôn kìa. Rồi anh Thủy ơi. Má, nó gõ tôi lú cái đầu luôn. Our Slayer lane tower is under attack. Our dragon lane tower is under attack. An ally has been defeated. Chớp. Cẩn thận nha, Gamit. Our middle lane tower is under attack. Con khỉ ghẻ này. Lúc cái quần què. Ui đen vậy, em có một đứa là em né được đam với người ta.
The iron defense line has disappeared. Send in the ballista. Anh kỹ năng bờ lũ nữa anh em. Bản này không lao nó có bị ép đâu. Kỹ năng bờ lũ nó kề với ngoài chính. Mặt nạ vẫn được mà, bữa này đồ trang bị được bút mà. Sợ đang combo này nó khỉ nó ra thôi. Còn lại ai chích tuổi luôn. Our Slayer Lane Tower is under attack. Anh khỉ ơi, chó chết. Khỉ chó chết. Đấy. Bút chấp. Mít nha, mít nha, mít nha. Có một người đang chạy cái mít đâu, chạy cái mít đi. Khỉ lên á, khỉ lên á. Our middle lane tower is under attack. Từ mấy anh. Hay rồi, hay rồi. Chơi game bê chủ mấy anh ơi, mấy anh hạn chế đánh nhau đi. Là mình đánh được mình đánh, không thì mình hạn chế. Má, nó còn giật ta. Chó chết. Giật ta này biết bay này nha. Cái con giật ta ghẻ này nó biết bay anh em ơi, cay thế. Brigitte lên tăng đi, không là lên đam. Brigitte lên tăng. Our middle lane tower is under attack. Your tower has been destroyed.
base tower is under attack. 落ち着いて動きを見ろ。 水の呼吸。一緒に戦おう。一緒に考えよう。可以一拳。现在没旁边那个兵了。落ち着いて動きを見ろ。 行け、入れ、間合いの内側へ、前へ。
Nó đâu rồi ta? Cố lên em, cố lên. Ê này, dưới nó, dưới nó, dưới. Nó bụi cái bên, nó bụi cái bên, nó bụi cái bên. Ừ hay kìa. Mẹ ơi, anh nó lượn qua đây hồi nào không hay luôn á. Kiếm hai cái bụi à. Mày ngủ không, ngủ kỹ giống tôi. Tập trung, sắp giao tranh. Để tôi tới giúp. Ơ, giờ ta hết bên nào rồi. Hai Yuga ơi. Hết máu. Infinite Slayer has been defeated. An enemy has been defeated. À, trên chặn cái con đó. À, để nó tốc biến xuống nó bắn ghi sơ luôn chứ. Khoan anh thả ngay ghi, khoan anh thả ngay. Đợi Yuka ra anh thả luôn. Cứ giữ đi, cứ giữ ngộ không với người của cứ giữ cái chơi người đi. Không núp đâu đây nha, tụi mình thấy cái bóng này đừng biết. Để năng bà lũ game, không ăn bà lũ nha. Không năng bà lũ em ơi. Thôi chết mà, là ăn bà lũ tôi mất mày ngộ không ra là chỉ nó có ăn thấy chưa. Hay đúng. Nè, đây là những cái chip mà tôi chỉ anh em nè. Cái game lắc quá ta. Game điện lắc quá, điện giật quá. Your team has destroyed a tower. An ally has been defeated. Enemy double kill. Enemy double kill. Tập trung, sắp giao tranh. Tập trung, sắp giao tranh. Ok. Let's go. Our base tower is under attack. Cô không dùng con ghét nó cứ dùng ghét nó nha. Để nó kìa. Rồi tính anh đúng, 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 đi thấp thôi, thấp thôi, thấp thôi. Để tìm ghét trước đã, em đứng tốt sau luôn. Để nếp vô, để nếp vô. Đi bốn người đi chung cái đi. Bốn người đánh được mà phải không? Bốn người đánh được trình đó mà. Tôi đã từng làm được. Tôi đã từng làm được. Tôi đã từng làm được. Ra chỗ Yuka đứng á, anh em ra chỗ Yuka đứng chứ đã. Biết rồi, biết lính đường rồng rồi. Tùng tùng đứng tú tú ở sau nha. Tùng bỏ qua mấy anh tăng, Tùng bắn trước qua lấy cũng được.
base tower is under attack. An enemy has been defeated. You have defeated an enemy. Your tower has been destroyed. Còn ngày đây nó bị giáp giáp hồi sinh cứu ấy kìa, đồ mẫu. Ở đây bị mấy giáp ngựa không có giáp hồi sinh kìa. Nãy sư vừa ghét đây, ăn lẹ đi rồi lên đi. Ô mít cũng được anh em. Vô gai giờ máu ơi, giờ máu nè. Ô mít ghét đâu sao nãy không ra lên. Tùng gà đạn nước bụi bắn chết vào lấy được Tùng. Nước bụi bắn chết vào lấy đó. Em bắn sao nó là mình thua đó. Nó bình cánh phải kìa. Ừ, bắn chết được vào lấy đó. Này trừ. Ê, còn ai chết ra, ai chết ra. Về. Thấp. Về tay ra nữa kìa, hai ông chết bây giờ đó. Mới 30 thời gian chiều. Anh đi nha anh đi. Cố lên. Rồi từ giờ máu đi hay đánh ri từ từ mình tính. Giờ máu, để cho đây giờ máu, đây chưa đầy máu rồi. Má chi gì thả rồi. Thằng đăng nó giờ. Để giúp từ đẩy, cho ca, giúp từ đẩy. Lên. Đang què tùng này thả rồi. 9 giây nữa mới có đột biến anh em ạ. Ta bắt AD đây. Vì ghét vô combat trước đi ông. Ông đứng sau ông nội đưa nói đỡ nữa, combat vậy trước đi. Đây. Đóng vào đây. Một mình tôi lùa 3 thằng rồi đó, không win nữa là chịu luôn. Một mình tôi lùa 3 thằng rồi đó. Cái nãy cái đó là một trong những cái chip mình tôi chỉ anh em là đi bắt thôi, còn cái bắt được hay không là cái đó là do ý trời. Chỉ nên anh em mà cái chip của anh Giang là đi bắt thôi, còn bắt được hay không là do ý trời á anh em, chứ không phải do ý tôi. Cày gan hay cây cục vàng tớp anh à, không, cái này ít của khách anh em mà đang cày sao. Hello Sơn Nguyễn nha, hello mọi người. Giáo án nãy là hơi lỗi tí thôi, vậy nên là bị căng. Giáo án nãy là tôi bị hơi lỗi tí thôi, lỗi nhẹ anh tí rồi. Thế đang nãy đánh Yuka hả? Đúng rồi, tất nhiên hên xui đây còn mai thôi. Tại vì anh tiêu Yuka họ nhanh mà, nghĩa đại mẻ nó rồi. Đang đi top cho em support farm không thôi. Về ghét á, nếu mà đánh đi từ support á, là kiểu là phải đi đảo lan nhiều mới có vàng được. Your team's turn to ban. Anh con nuôi xong bị dí chị thẳng về nhà. Đánh còn không anh em phải lên đầu thủ rồi, không cỡ nào mà anh em không lên thủ chứ. Mà tối nay build gì cao dữ vậy. Tối nay 300+ người coi luôn à. Cái pha nãy với nhau không là cái đó cái lỗi nhỏ thôi. Mầm đánh gì bít lên nha mấy ông, mầm đánh gì bít lên nha. Đánh gì lên nha. Trời ơi, ông này ông quanh trăm với ghét. Quả combo lướt cả cây số bắt AD đỉnh vãi. Đúng rồi, phải tất nhiên anh em phải dùng combo đó để bắt AD mà. Đó mà là một trong những cái chích nhỏ đấy.
Giỡn chứ ông nằm cái gì đây? Em nằm AD nhé, còn lại AD. Ông Long tự tin đi gần không? Ông đi top với Flo là nó chọn ông lú cái đầu luôn đó. Ok, top không? Được, tự tin gì là được. Hèn gì tôi thấy đam yếu anh em mà. À, anh Tùng nó mang cái bảng này nè, hèn gì thấy đam yếu. Tại vì có nhận 12%, 12,5 kháng hiệu ứng nè. Đam nó không có to. Remaining. Quên nữa lại. Đi gần mới đúng. Hôm cháu chơi nào kỹ năng đi không? Con tôi đâu biết. Tôi chỉ dành tôi biết tiết kỹ năng thôi. Hay lên với mảnh gà đúng rồi. Hay lên mảnh gà mà nếu thêm con cà phê đi nữa là bộ ba ao nhầy cả team ép lan đầu game luôn á. Nhưng mà cách mà chị cái đồ bộ hình này à. Hên ghê nhờ. Hên ghê là con Helen nó bỏ ở đây. Trời ơi, cầm tâm đi tỏ. Our Slayer Lane tower is under attack. Helen, bỏ đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Ơ, chờ nó. Trời ơi, tôi cháu ông thọ mấy ông ơi. Tôi cháu ông thọ nha. Lôi con Red ra kìa mới win. Ê, nó đang gặp đang gặp. Tôi ghét vô nhảy combo mà dính được Flo rồi ăn. Không dính nè. Our Slayer Lane tower is under attack. Let the dance begin. Touché. Dragon has been defeated. Đi vô đây đứng nhanh lên đi. Ê, đứng vô nó cũng được, đứng nó cũng được. Combo nào mình nha. Lên, chờ đi. Em lên em thấy nó làm chuẩn luôn nha. Em làm gì là chậm. Này, băng luôn. Mít đi. Mạnh gà lên. Our middle lane tower is under attack. Cái nào nha hay không? Mạnh gà lên đó. Your team has destroyed a tower. Đang tới. Tấn công.
Our middle lane tower is under attack. Bỏ nha. Không ăn được color để bỏ. Đánh này, hết đơn nào đánh luôn. Lên luôn. Để thêm quay cái nên. Nice assisting. Nice assist. Our Slayer lane tower is under attack. Em đi, em phía dưới đi. Your team has destroyed a tower. Trời ơi, má mới phút thứ 7 mà tôi level 12 rồi. Phiên bản chết luôn. Mới phút thứ 7 mà anh em cầm danh level 12 là quá xanh luôn. Tập trung này. Nào đánh nhau nó về nhà đếp. Cứ ăn đi nghe, ông ở đây cứ ăn đi. Team bạn còn cái địch. Đừng khỏi bỏ anh tiêu luôn, ở đây hai quen nếp em. Bản ngọc tí vô cho nè anh em. Hơn 3 năm mới chơi lại, giờ không biết chơi con gì. 3 năm mới chơi lại hả? Nghỉ ha. Chơi con danh á. Dưới hạt và lo, gia ta, cái chu. Những con đó là mấy con nó hay lắm anh em. Nếu mà mấy ông lại chơi 3 năm mới chơi lại á. Combo sau khi dùng anh tiêu cho họ chơi liên tục. Khi anh tiêu lên level 12 thì nó cho mọi người một cái nội tại.
Game test đánh đi nha mấy em, mới đánh rồi thì game test đánh nữa nha. Ok. Mấy ông này mới đánh trận rồi game test đánh nữa. Bẩn nên đông đúng rồi, anh em vô đây xem coi tôi bẩn nè. Mọi người chỉ gian, mọi người hỏi tôi nhiều khi tại sao mà cái anh tiêu nó hồi này nọ cái kiểu á, hồi nhanh như kêu dùng liên tục á thì đơn giản thôi. Anh em phải đọc cái nội tại nó cái đã. Nội tại cũng gian. Mấy ông mà hỏi gì là mấy ông chưa biết được cái nội tại gian. Khi mình ra lên level 12 nó sẽ cho mọi người một cái, mỗi đòn đánh thường nó sẽ cho mọi người một cái nội tại. Khi anh em dùng một cái kill, dùng một cái kill thì nó sẽ hồi liên tục. Nó cho sẵn anh em một cái nội tại rồi, dùng một kill thì anh em chỉ cần đánh cái nội tại thôi. Gừng hay top là mạnh bạn. Nếu mà cái mùa này anh em này chơi thì tôi nghĩ là đánh đừng gần, nhưng mà team nó ít cơ động á. Cái mèo nhỏ đánh ra là team nếu mà nó ít cơ động á thì mọi người sẽ dùng cái đi gần ngon hơn. Team ít cơ động thì gần ngon hơn, còn nếu mà team nó cơ động nhiều quá thì mấy con bay nhảy á thì anh em sẽ đi top ngon hơn. Không nữa. Giờ này lên mắt đi, lên mắt thôi. Trang phục danh Tino thì ở trang phục danh Tino không ra về bạn. Ủa là sao, danh Tino là tên tôi mà. Trang phục này là Tanjiro, méo phải trang phục danh Tino bông cốc. Trang phục này là Tanjiro, năm sau nó sẽ ra một lần á. Vãi ông, tự nhiên trang phục danh Tino, tôi đâu có khen thích trang phục đâu. Danh Tino là thứ tên tôi đặt mà. Đúng rồi, mấy ông phải đợi Gaina hợp tác thôi, hợp tác với ấy đâu. Game này cũng easy mà. Gai Thơ Me đá chết đủ không xong. Ui. Con cáp tuy bị nép nhưng mà ăn chim hai người thêm chim một của nó là dễ bị hẹo lắm nha. Nezuko. Yureru daro ga shinbou shite kure. Hai kìa, hai kìa, hai kìa.
Còn không này gá sẽ thở gá. Tôi nghe lại đi đâu vậy? Our dragon lane tower is under attack. Trời, chán ghê. Không sao ăn được cái bữa đó nó thọt chưa lên 4 nổi. Cóc gờ mid deal sớm này ăn được mạng không không? Our middle lane tower is under attack. Dragon and Slayer. Our dragon lane tower is under attack. First blood. Hey, Toy. Anh Toy, vô đây đường này anh Toy. Mày biết chết là gì không? Đừng bao giờ cấp biến trước mặt tao. Hay kìa. Má cà hiệu đúng bị não luôn đó thì anh em. Nó dám tóc biến mà đứng gần tôi nữa chứ. Tóc biến mà đứng gần tôi nữa mà chịu luôn rồi. Bét cả hiu. Ashi o tomeru na. Karada o ugokete. Tsuyoku natteru. Daishoubu da. Ochitsuite ugoki o miro. Cái loài ăn gồng kìa. Cà hiu hết tóc biến rồi nữa. Chạy được nghe kìa. Nezuko. Trời tới nắp luôn. Đẹp. Mày đứng mấy chát cũng đẹp. Mày đứng mấy chát chỉ đẹp không là thấy đẹp rồi. Nào mê lửa yô. Ít tay ổn gà. Đô cô đề tăng lên sát ổn mốt trên đà. Con nhịp chó chết. Ừ đúng rồi, khùng lắm. Mẹ nó còn giết nó còn chán thêm cái nữa. Cày đó nhờ. Được con lợn. Mọi cái lướt của nhà anh đều có miễn thương mà anh em. Mọi cái lướt của nhà anh đều có miễn thương mà. Our middle lane tower is under attack. An ally has been defeated. Suyokunatte. Our slayer lane tower is under attack. Ochitsuite ugoki o miro. Itto ni tatakao. Itto ni kandae yo. Ochitsuite ugoki o miro.
Your team has destroyed the tower. 一緒に考えよう。ああ、マイキングファイ。今からお前を切る。Trời cùng mày nữa. Đi vào vũ đam. An enemy has been defeated. 落ち着いて動きを見ろ。全集中。水のコントロール。俺は今までよくやってきた。俺はできるやつだ。Our middle lane tower is under attack. Nhau biết nè. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Our dragon lane tower is under attack. Your team has destroyed the tower. An ally has been defeated. Ui, không có kịp. Ồ, ông ra combo rồi, ông ra combo rồi. Má ra combo lăng ta lăng quăng. Our middle lane tower is under attack. Been destroyed. Rút lui. Dragon and Slayer have control. Ballistas have spawned. Tình hình ghét tới, trời ơi. Máu liều nhiều hơn máu não hả? Your tower has been destroyed. Anh đây em núp luôn rồi, không thể có ra đâu. Our base tower is under attack. Dark Slayer has been defeated. Holy Dragon has been defeated. The enemy Dark Slayer has been summoned. Đủ không? À, nhưng còn con lì nữa. À, nhưng còn con lì nữa. Anh tưởng tôi dám bắt nó. Không có trang bị. Mịt nó có kia. Tiếc. Tôi đã từng làm tốt. Tôi đã từng làm tốt. ついて動きを見ろ。足を止めるな。体を動かせ。なんなんなんなん、ニコニコ。大丈夫。ショーボーイ、ショーボーイ。ティームはスピードでエネミー。一緒に戦おう。アライズ。ナイスアセス。一緒に戦おう。エネミーはスピードでエネミー。Double kill! Your team has destroyed a tower! Ultimate!
kiểu cũng không. ちょっと強くなってる。 Diễm hút từ từ rồi đi. Trời ơi, đẩy ra nữa. Cái thằng báo kìa. Má. Tại là không có cái tựa để bay vô á. Cái gì đâu mà có con giết mà phải sợ, phải đẩy nó ra chứ vậy. Cút ngay. Anh này Nico. Nico nó mấy nó báo. Nico mày bớt báo tao đi Nico ơi. Tại vì á, pha nãy á, là anh em phải lấy cái stick mà anh em có 3 lướt đúng không? Mà coi trong khi AD nó chỉ có nửa cái máu, chắc chắn là anh em sẽ giết được. Là anh em phải đánh con thường con giết một cái, anh em đứt hai lướt là anh tiêu chết phát hay chết giòn luôn. Hay kìa. Ủa lại đẩy con. Nó mày kìa được. Nói vậy được Nico. Má chủ này không đánh được anh em ơi, chưa bởi chú ngoài này đánh được vô đó. Đẩy chết cái con này. Anh này anh này. Tùng kia đó Tùng. Tùng bị vô chết. Thôi bỏ đi. Bỏ đi ông nội, bỏ đi còn không ra, còn không ra. Rít rít rít. Cô lộn đi cô. Chỗ này Nico, Nico đứng chỗ anh đứng này, đứng chỗ anh đứng này. Rồi, khoan, em đứng, trời ơi, mày lộn gì, mày gấp gáp gì, mày giết.
quan trọng là mấy con ở sau thôi, còn mấy con này thì không cần. Bảo không mà quỷ trùng này đang combo nó đẩy ra hoài luôn. Win này mít win này, khỏi ăn cây sớm được. Mít win đi mấy ông, khỏi ăn cây sớm. Vô đập do này xong win này. Trời ơi, nó còn nó combo rồi. Để luôn. An ally has been defeated. Bích lên đi.
Dragon and Slayer have appeared. Tấn công rồng. Dragon has been defeated. Mình gắt đứng mũi khác từ luôn. Blue nữa, blue nữa. Our Slayer Lane Tower is under attack. Bây giờ mà blue lại nó mà cướp. An ally has been defeated. Our middle lane tower is under attack. Mimit. Our dragon lane tower is under attack. Đúng rồi, đánh nhau. An ally has been defeated. You have defeated an enemy. Con này ghẻ nó chém đi hai quái nhỏ này. Our dragon lane tower is under attack. An ally has been defeated. Đó, đây mình đã đê nát đó. Nếu mà đê bị bỏ rơi thì đứng ôm trụ một tí. The iron defense line has disappeared. Send in the ballista. Our Slayer Lane Tower is under attack. Nezuko, yureru darou ga shinbou shite kure. Vãi nồi, ông cứ ngắt đi bộ gì ông nhảy hụt nó cũng lại ông luôn rồi mới ghét. Ông mà định cứ chớp rồi đó. Chắc là tha cho mày. Blue. Nè, anh sẵn mất blue, nè blue trước. Your team has destroyed a tower. Đông nà kata chi ni mô nà rèl. Kết-se nagare wa tomara nai. Đại sao ta. Mình đi đi xe đời nha. Chú ý xe ta. Beret. Không mà sẽ hở là nó chở ngoài đê luôn á. Ủa thế mà anh mà mày vô kia.
gánh nổi gì mày. Tôi lên cơ động để cho ngã khúc được hay gì. Ông Mina, tôi đã nói đừng có bỏ AD rồi mà. Nó chở AD rồi luôn. Đến rồi đó.落ち着いて動きを見ろ。注意を散けり。俺が崩せることは絶対ない。ねずこ。注意と揺れるだろうが辛抱してくれ。いいな。 Dũng pháo lên ở đây. Đây có mà mất đâu. Hay rồi. Dark Slayer has been defeated. Kireta. Thanh tẩy à. Dark Slayer has been summoned. Your team has destroyed a tower. Holy Dragon has been defeated. Nè lên đó. Má thế là tiêu rồi, có là cũng cầu cưới ba này rồi. Chết hết. Má nó cày thế nhờ. Thằng quỷ. Thằng quỷ nó gọi nó tiêu nó liều mày. Nó liều nhiều hơn máu não. Sao vậy con dây đỏ 8 viên cầu một lý Ngọc tím 5 viên cầu một lý tóc chạy 5 viên tóc đánh tóc chạy. Đó là Ngọc tôi xài đây nha. Còn cái Ngọc tôi xài Ngọc tóc tóc chạy. Này cũng trâu phết nhờ, phải đùa luôn. Ừ,
Beret đâu? Số này trong Kingdom Pass hả Beret? Đấy đi. Để em xe cho Beret một tay nè. Nó là Beret chưa cứu nữa. Tôi phải là tôi muốn bắt gắt nhưng mà tôi bắt là bắt kia rồi. Anh kia nó chạy chưa rồi. An ally has been defeated. Your team has destroyed a tower. An ally has been defeated. Enemy dominated. Our middle lane tower is under attack. Your tower has been destroyed. Đang gặp anh cho tê chạy. Xong quýnh này cho tê luôn anh. Mẹ nó muốn cái bồn đó. Our Slayer lane tower is under attack. Tê nguy hiểm lắm. Đã hết tốc biến rồi, không dám chơi hai tê nữa mà. Tại anh tốc biến là anh muốn bắt Ona đó, chứ không phải là anh sợ hay là anh bắt Ona rồi chạy luôn. Để chém nó cái luôn cho anh đam. The enemy Dark Slayer has been summoned. Totally Dragon has been defeated. Đang bắt Ona à, đây nó nè. Mình đợi bên tốc biến rồi. Wait for me. Về đi. Vừa đầu mình hết lên từ tốc biến rồi nha. Mina với lại HD đổi giày đi. Cái giờ kiên cường mà đó. Nó mà đây sao thọt quá vậy. Không đánh nó đây mà thọt vàng hơn tôi nữa. Nezuko, yêu đời 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 đời. Your tower has been destroyed. Mười sáu giây nữa nha. Đúng là cách thì mình không nói được. Kết thế nào cái này không mà nói. Tôi sẽ không biết cái gì đó. Chắc chắn là không. Our base tower is under attack. Về cái gì cái? Ê nó đang kinh công, đuổi đi thôi. Mina về máu đi, một người khe thôi, nha. Mình khe thôi, bắt lẻ được thì ngon. Nezuko, yêu đời đời đâu gà xin bố sẽ kể. Mày chừng phải cái gì vậy Tùng? Thôi, cút ngay Tùng ơi. Dở ghê. Má Tùng báo ghê.
Má, tôi đã đam con Na rồi. À để tôi nói nữa. Mẹ nó khó chịu ghê á. Your team's turn to ban. Bỏ tôi lạnh đi mà làm người. Tôi chơi chỉ có hai ngón tay thôi.
hai thằng đấu trí với nhau à. Our Slayer Lane Tower is under attack. Nhưng mà sao này đúng là đa lắc có thừa. Điều mà nó chiến thường làm chậm đó, chứ nó làm chậm á. Đi rồi mà. Mình đi chết. Nó nói là biết nè. Giỡn thằng anh. Là gì vậy? Bật thầy cao hết. Thôi má, mình đi không làm thật. Thôi má, mình mất của người ta luôn. Má đi tô rồi, bớt báo đi tô. Tự nhiên ta chửi gì bây giờ. Chú đi với mẹ đây kìa, đây thở bự luôn kìa. Ôi nó khóc cái dưới kìa. Thế đúng là Nico. Thấy hả Nico? Nico, nó thấy hả Nico? An ally has been defeated. Má anh Nico nó còn đắm thằng kia lại rồi mà đẩy ra giúp em ha. Đúng đúng trò này luôn anh thấy không? Tôi đã làm tốt từ trước. Tôi đã làm được. Rút lui. Đừng sợ. Ổn định. Đôi đứa khục nó cũng hụt nữa. Hey, what? Lướt qua nè. The iron defense line has disappeared. Send in the ballista. Cái bóng lúc đánh quá không được ta. Hay lắm nhờ. Your team has destroyed a tower. You have defeated an enemy. Our middle lane tower is under attack. Your team has destroyed a tower. Hay như tè nữa, kinh thường đi mà nó lên tốc hành có nó lên tốc tướng, nó lên thanh tẩy nè. Tí mình vô anh tiêu hay tí mình tè tè tiêu đi mà chọc cho lúc cái đầu. Cái này là dễ đối yêu ma rồi. Thật chơi cũng nhiều quá. Dragon has been defeated. Kireta. Ichi ni tatakao. Ichi ni kangae yo. Tsuyoku natteru. Yen git ya. Khó chịu nhờ. Ủa đi cái hiệu này đá ở đâu luôn. Ơ trời ơi má chịu luôn. Nó đi bộ mà Lumbua cắt kêu hụt hết. Mình sợ luôn. Chuyện đó.
ネズコ揺れるだろうが辛抱してくれ。大丈夫だ、落ち着いて動きを見ろ。一緒に戦おう、一緒に考えよう。ไอ้โดนเนาะพี่เจ้าเลยบอลลิสต์สฮับสปอนOur Slayer Lane Tower is under attack. 足を止めるな。体を動かせ。大丈夫だ。落ち着いて動きを見ろ。ティア。一緒に戦おう。一緒に。The enemy has been defeated.落ち着いて動きを見ろ。一緒に戦おう、一緒に考えよう。ディンドン、一緒に戦おう、一緒に考えよう。没空だ。ネズコ Rồi không mà dám lên bắn chân dở đậu không. Trời ơi má, tôi tăng mấy trăm hiệp rồi, còn mấy ông chạy không nữa. Khổ ghê. Nào mà đêm nhé, ông sẽ chết. Our Dragon Lane Tower is under attack. Ừ, Kim Danigo nói nhiều lắm. Nhưng mà nói nhiều không bằng Kim Inosuke nên mà. Trời ơi. Ông Ryoma bị con Angel nó thích lại, nó đánh như con chó mà nó lướt, nó kéo, lướt, nó kéo, lướt, nó kéo, bà mẹ nó. Nhìn mà đứa bực mình vừa mong luôn á, chơi nó. Mẹ nó, điều sớm đi, trời ơi. Đi sớm là nãy cần vô lâu rồi. Our Slayer Lane Tower is under attack. どんな形にもなれる。決して流れを止める。消えた。Trời ơi, coi nó kìa má, cái thằng này. An enemy has been defeated. Cái quần què gì vậy? Mày đừng có đấm ra nữa, cứ anh tiêu đại đi. Combo chi cho nó nhanh vậy?
舐めるなよ。一体俺がどこで鍛錬したと思ってるんだ。 Our middle lane tower is under attack。 Nam chưa thấy cái cảnh này nữa, thực kẻ nó gần. Thôi nó thực kẻ nó gần còn dữ hơn con này nữa. Our Slayer Lane Tower is under attack. An ally has been defeated. Hello, anh đi. Đánh này nó con này nó bên bụi bên bên này. Không ai thắng lại thì đúng rồi. Our middle lane tower. Cảm ơn mọi người ủng hộ nha. Ai chưa follow cho bò xin một follow nha. Mai tôi tiếp nha anh em. Bây giờ up nha. On 3-4 tiếng hồi. Bye bye mọi người. Chúc mọi người có tối vẻ. Bye bye.